Sốc, Nga chơi trội, cắt lương thực châu Âu nhưng tặng miễn phí cho 6 nước châu Phi. Putin đi nước cờ nhân văn đầy toan tính khiến cả phương Tây tức nghẹn. Thưa quý vị, Putin đúng thật là bậc thầy dùng binh khi chơi màn binh biến giả khiến cả châu Âu tức nghẹn chưa thể nuốt trôi. Thì nay lại khiến giới quan chức phương Tây đỏ hết mặt vì nước đi nhân văn đầy toan tính của ông Putin. Trước đó, việc gây sức ép vận chuyển lương thực qua Biển Đen đã không còn là chiến thuật mới của Nga trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây dường như vẫn chưa hóa giải được. Ngược lại với động thái bỏ đói châu Âu, nhưng Tổng thống Putin cho vận chuyển ngũ cốc miễn phí đến 6 quốc gia châu Phi đã cho thấy nước đi nước đôi đỉnh cao như thế nào. Đây rõ ràng là chương trình đầy lòng nhân ái của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, sự chuyển hướng của Nga sang bán cầu Nam, đặc biệt là châu Phi nhanh chóng như vậy thì cũng chắc chắn có những ý nghĩa nhất định khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Nga đang tìm kiếm điều gì trong quân cờ ngũ cốc Biển Đen? Khiếp hơn là việc ông trùm Wagner bất ngờ xuất hiện ở sự kiện do Tổng thống Putin chủ trì hôm qua và trao một binh quyền đặc biệt đến châu Phi khiến toàn NATO phải lo sợ. Hơn nữa, Tổng thống Putin còn bất ngờ tuyên bố sắc lệnh Nga sẵn sàng đủ tự tin đối đầu với cả NATO. Vậy Putin đang triển khai mưu đồ gì tiếp theo? Nhiệm vụ mới của Prigozhin là gì ở châu Phi mà khiến phương Tây lo sợ? Cùng làm rõ ngay sau đây. Mới đây, lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi đang diễn ra ở Saint Petersburg, Nga, vài tuần sau khi ông được cho là phải sống lưu vong ở Belarus vì cuộc binh biến thất bại chống lại Moscow. Hình ảnh của ông trùm lính đánh thuê Wagner với các quan chức châu Phi đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội của Nga vào ngày 27 tháng 7. Và một số blogger quân sự đã bày tỏ sự ngạc nhiên rằng ông Prigozhin sẽ có mặt tại một diễn đàn do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì. Vào ngày 23 tháng 6, ông Prigozhin ra lệnh cho những người của mình hành quân đến Moscow. Cuộc nổi dậy kết thúc vào ngày hôm sau theo thỏa thuận rằng Prigozhin và bất kỳ binh lính Wagner nào còn lại trong khu vực sẽ khởi hành đến Belarus. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng sự trở lại của Prigozhin có thể đã được Putin chấp thuận. Nếu không phải là ra lệnh vì các hoạt động rộng rãi của tập đoàn Wagner ở châu Phi, bao gồm cả việc cung cấp sự bảo vệ cho các quan chức chính phủ ở Cộng hòa Trung Phi và Mali. Dòng suy nghĩ này cũng có thể giải thích tại sao Prigozhin không phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn cho cuộc nổi loạn ngắn ngủi của mình. Putin cần Prigozhin vào lúc này để theo đuổi lợi ích của nhà nước Nga ở châu Phi, giáo sư khoa học chính trị William Reno của Đại học Tây Bắc nói với Newsweek. Những lợi ích này bao gồm sự cạnh tranh với phương Tây trong hợp tác an ninh, khai khoáng và năng lượng. Nhóm của Prigozhin cũng tham gia vào dự án thu hút các nhóm và trí thức châu Phi vào một dự án chống phương Tây, chống thực dân, phản ánh chương trình nghị sự hướng tới phương Tây để quan hệ đối tác và hỗ trợ cho các nhóm cực hữu. Bất chấp những bất tiện của một cuộc binh biến vũ trang vào tháng trước, Prigozhin vẫn không thể thiếu đối với những yếu tố này của lợi ích nhà nước Nga, giáo sư William Reno nhận định. Chỉ có 17 nguyên thủ quốc gia châu Phi tới Nga tham dự diễn đàn so với 43 nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vào năm 2019. Nga lưu ý rằng các quốc gia châu Phi khác đã cử quan chức chính phủ hoặc đại sứ đến. Các nhà phê bình cho rằng số lượng người tham dự ít là một ví dụ về sự cô lập của Nga vì cuộc chiến đang diễn ra của Putin với Ukraine. Những người khác nói rằng một số nhà lãnh đạo có thể đã quyết định bỏ qua hội nghị thượng đỉnh vì quyết định của ông Putin trong tháng này về việc chấm dứt sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen. Việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển trong cuộc chiến với Nga đã làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu. Tổng thống Putin đã cố gắng trấn an các đồng minh châu Phi của mình bằng cách cung cấp ngũ cốc miễn phí cho họ. Putin đã tăng cường nỗ lực trong những năm gần đây nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi và việc nhìn thấy Prigozhin tại hội nghị thượng đỉnh có thể phản ánh mục tiêu đó. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Prigozhin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi trước hết là để trấn an các chính phủ châu Phi nơi có sự hiện diện của Wagner, rằng Wagner sẽ ở lại các quốc gia đó với tư cách là đại diện thay mặt cho chính phủ Nga hỗ trợ họ. Magnus, giáo sư trường chính sách và chính phủ STA của Đại học George Mason nói với Newsweek. Nhận xét về các bức ảnh của ông chủ Wagner tại hội nghị thượng đỉnh, Kat cho biết, thông điệp nếu có hướng tới công chúng Nga dường như là Prigozhin vẫn đang làm việc thay mặt cho Nga và với sự ủng hộ của Putin ở châu Phi. Đây cũng có thể là một phần của chủ đề lớn hơn mà tôi tin rằng Moscow đang cố gắng phát triển. Cuộc binh biến của Wagner không phải là một âm mưu đảo chính chống lại Putin, rằng bất cứ điều gì xảy ra đều là bị phương Tây phóng đại, rằng Putin và Prigozhin đang hợp tác với nhau, Magnus bình luận. David Simbay, phó giáo sư lịch sử tại Cornell và giám đốc giảng dạy và học tập tại Cornell ở Washington nói với Newsweek rằng ông nghĩ điều quan trọng là phải xem xét đối tượng dự kiến của những bức ảnh được công bố là ai. Ai là khán giả? Người Nga bình thường không theo dõi Twitter, những người vốn đã kết nối nhiều hơn và là một phần của giới cầm quyền. Và đó là tín hiệu cho thấy Prigozhin đã trở lại với tư cách là người con được cưng chiều, Simbay nói.
Hãy nhớ rằng, ông ấy luôn là một trong những đòn bẩy mà Putin sử dụng để chống lại quân đội Nga, thủ lĩnh của một lực lượng bán quân sự bên ngoài không nằm dưới sự kiểm soát của họ. Việc đưa ông ấy trở lại vị trí đó sẽ mang lại cho Putin đòn bẩy như trước, ông nói thêm. Tuy nhiên, Sibley thừa nhận rằng sự trở lại của Prigozhin là dấu hiệu của sự yếu đuối, rằng ai đó có thể nổi loạn và phục hồi nhanh chóng như vậy. Renault cũng nhấn mạnh điểm đó, nói rằng thật khó để giải thích việc Putin sẵn sàng mời Prigozhin uống trà hay bất cứ thứ gì như một dấu hiệu của sức mạnh. Ông nói, mặc dù nền chính trị Nga có những đặc thù riêng, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, việc dung thứ cho người lãnh đạo một cuộc nổi loạn là điều bất thường. Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố sắc lệnh Nga sẵn sàng đối đầu với NATO. Tổng thống Nga Putin nói với Moscow không muốn xung đột với khối do phương Tây lãnh đạo nhưng đã sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. Nga luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo ngày 29 tháng 7 khi bình luận về khả năng đối đầu trực diện giữa quân đội Nga và NATO. Tổng thống đang trả lời câu hỏi về các vụ suýt va chạm gần đây liên quan đến máy bay Nga và Mỹ ở Syria. Không ai muốn điều đó, Tổng thống Putin nói thêm, chỉ ra các ranh giới ngăn ngừa xung đột hiện có cho phép các sĩ quan Nga và Mỹ nói chuyện trực tiếp về bất kỳ tình huống khủng hoảng nào. Ông nói thêm rằng, thực tế là những đường dây này vẫn hoạt động, không cho thấy có bên nào quan tâm đến một cuộc xung đột. Nếu ai đó muốn và đó không phải là chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng, ông Putin nói thêm. Đô đốc Oleg Gurinov, người đứng đầu trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho biết, quân đội Nga đã báo cáo tổng cộng 23 sự cố nguy hiểm liên quan đến máy bay Nga và máy bay của Liên minh do Mỹ đứng đầu kể từ đầu năm 2023. Hầu hết các sự cố diễn ra vào tháng 7, ông nói thêm. Trong 11 trường hợp, các phi công Nga đã ghi lại việc bị các hệ thống nhắm mục tiêu của máy bay phương Tây. Đô đốc nói với các nhà báo rằng những hành động như vậy của NATO đã dẫn đến việc các hệ thống phòng thủ trên tàu tự động tham gia, khiến máy bay của Nga thả pháo sáng mồi nhử. Moscow cũng đã nhiều lần cảnh báo Washington và các đồng minh về nguy cơ xung đột trực tiếp tiềm ẩn giữa Nga và NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Nga cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ làm gia tăng các hành động thù địch và khiến các nước phương Tây hậu thuẫn can sự sâu hơn vào cuộc xung đột. Ngoài ra, Tổng thống Putin thừa nhận sự thật ở chiến trường Ukraine đang khốc liệt. Chiến sự ở khu vực Zaporizhzhia ngày càng trở nên căng thẳng và quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Nga cũng đang chịu tổn thất, nhưng sự khác biệt là rất lớn, ông Putin nói. Tổng thống Vladimir Putin nói với người dẫn chương trình truyền hình Pavel Zarubin rằng tại Ukraine, chiến sự đã gia tăng một cách đáng kể với các sự kiện chính diễn ra theo hướng Zaporizhzhia. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.